Rồi xin chào, tiếp tục sẽ một cái dụng cụ bếp nè, là cái nồi bằng thủy tinh nha các bạn. Về bếp nút thì như mình biết đó, đầu tiên là sử dụng là sành sứ, tức là đất nung á, nồi đất rồi hoặc là sành. Rồi tới nồi đồng, chảo đồng. Rồi tới cái nồi tới nhôm. Nhôm mà tới nhôm thoi gan, gọi là nhôm kết á. Rồi tới là inox. Rồi tới sứ. Tức là những cái vật liệu mà cao cấp của nung bằng đất á. Và bây giờ tới là nồi thủy tinh. Thủy tinh đây các bạn ha. Thì cái này là vi sinh. Cái dung tích là 3.5 lít nha các bạn. Dung tích là 3.5 lít. Nhưng mà cái bảo hành quá nhiều nè, 10 năm quantity nè, vi sinh 10 năm bảo hành. Thì đối với này thì mình không có sợ nhiệt, nhưng mà chỉ có sợ cái là tác động ngoại lực rớt thì nó khả năng nó không chịu nổi. Đó, mình quay thì cũng chỉ có 3 dung tích là 3 lít rưỡi thôi, với bảo hành 10 năm cái nồi đó các bạn. Rồi phía này thì số cái thông tin chung nốt lửa ga vậy đây nè. Rồi halogen, rửa halogen tức là bếp hồng ngoại các bạn. Nói chung là số cái thôi, không có gì ha. Rồi trong microwave cũng có thể đưa vào nấu bên trong cũng được đó nha các bạn. Rồi này giống như là mình quay sạc, mình mở ra coi. Mở nha các bạn. Đây rồi. Biểu thị tên lửa là các bạn biết là nó chịu nhiệt cao nha các bạn. Còn đây là cái quá trình của nó. Rồi đây cái nắp nè các bạn, cái nắp này là sứ toàn bộ luôn nha các bạn, tới cái nấm này cũng bằng sứ luôn nè các bạn. Đây, đây sứ nè, cái nấm cũng bằng sứ luôn. Mình sẽ để qua đây. Tôi già nghe tiếng cũng dữ à. Đây nguyên lọ rồi nè. Đây. Ở đây các bạn. Rồi, bên trong này không còn gì. Nha. Mình để qua đây. Rồi, mình để xuống. Cái này tới 3 lít rưỡi nước nha các bạn, cũng nhiều á. Đây, mình xoay cho các bạn. Đây nè, hoa văn nè các bạn. Hoa văn của nó. Rồi, đi qua đây. Có chữ vi sinh nè, vi sinh nè. Ha, vi sinh nè các bạn. Cái này cái tem bị lột. Rồi, cái đất. Rồi mình sẽ lấy cái nắp, mình sẽ đưa lên đẩy lên đây. Đó các bạn, đó cho các bạn coi cái thùng này. Hiện nay thì mình chưa tìm được cái xuất xứ nữa, còn lúc nào sản xuất. Ở đây hộp thì họ ghi là hàng này sản xuất tại Mỹ và Pháp nha các bạn. Và ở dưới này thì khi mình liên lạc thì liên lạc của công ty tại Singapore nha các bạn ha. Thì như vậy để cho các bạn biết xuất xứ của sản phẩm.
cái nồi thủy tinh vi sinh. Cái nồi đây các bạn. Đó, nồi thủy tinh vi sinh. Vi sinh cũng được. Bây giờ mình khui tiếp một cái vật dụng nữa trong nhà bếp nha các bạn. Để coi thử cái này là các bạn coi thử là cái gì ha. Rồi mình khui nè. Đó. Xương xương rồi các bạn thấy. Gì đây? À, đây chính là một cái chảo thủy tinh nha các bạn. Đây, chảo thủy tinh nè các bạn. Để cho các bạn thấy được cái kích thước non cái nữa, ví dụ như mua rồi này kia cho nó dễ. Đây là mình sẽ đo từ đây qua tới đây. Tại vì chảo này cái dạng oval nha các bạn. Đó nè, coi như 24 cho 25 đi, nghe 25. Phủ bì là 25 nè các bạn. 25cm nè. Tại nó oval á, còn ở giữa nè, phủ bì luôn là 8cm. Đó. 1 chiều là 25, 1 chiều 8cm. Tại mình cung cấp cái kích thước đó để cho các bạn thấy, nếu các bạn có mua rồi kia mình tính sao cho nó vừa với ý mình nha. Và sản phẩm này nếu mà các bạn coi kỹ là nó cũng là của Lock and Lock nha các bạn. Zoom lại coi trên sao, khó thấy quá. Rồi mình trả giùm đi. Còn ha. Rồi tay cầm là bằng silicon đó nha các bạn. Rồi để mình đưa lên coi thử, thấy rõ không? Đưa tay rồi thôi, không sợ. Có cái thằng này là thủy tinh này. Rồi bây giờ mình lật ngược lại nè. Mình quay cái mặt mặt dưới để có cái mạc các bạn, ngược lại của cái chảo để cho các bạn coi cái thông số. Bây giờ mình zoom lại nè. Đó. Cái miếng này rất là ấy. Đó. Thì trên cái thông tin này nè, mình đọc một số cái cho các bạn biết luôn ha. Cái chảo á, nó có dung tích là 1,2 lít nha các bạn. Đó. Dùng cho coi như là lò nướng, nói chung là chịu nhiệt rồi này kia. Như vậy thì cái nhiệt độ mà chịu của cái chảo này là chịu nhiệt trên 120 độ C nha các bạn. Rồi, chỉ dặn mình là cẩn thận là tránh va đập rơi vỡ. Rơi thì đương nhiên là dạng thủy tinh là như vậy rồi. Ha các bạn. Rồi tiếp tục khui cái này luôn các bạn. À cái này là muỗng luôn các bạn. Muỗng đĩa luôn. Đó. Thì ngay thì mình đang xài, nói chung là bây giờ Việt Nam mình xài đồ cũng hàng xịn đó ạ. Dạ. Đây là bộ muỗng nha các bạn. Đó. Cũng tương đối lắm ạ. Lấy một cái lên cho các bạn coi. Đó. Hàng tốt nha các bạn. Stainless steel. Và cái này cũng vậy luôn. Đây. Nè. Nĩa các bạn. Ha, nĩa nè. Rồi.
Vũ nè, Vũ Hàng rồi là nói chung á, ở Việt Nam thì xài hàng là tương đối tốt. Đây là một cái dụng cụ nữa nè, cái giống như là ở trong nhà bếp á các bạn. Và cái này thật ra là cái cặp lồng hay là cái cà mơn, nói chung là cái dùng để đựng cơm để đưa đi cho các bạn ha. Thì mình khui này ra, tại vì giờ thì mình có hộp cơm, hồi xưa là vợ cơm thì cái này nè, gọi là cặp lồng, gọi là cà mơn, là cái này nè các bạn. Giờ thì ít xài, tại vì hiện nay thì coi như sử dụng cái hộp cơm điện đó các bạn đó. Cái này nè thì nó cũng ba ngăn nè, ngăn cơm nè, ngăn canh nè, ngăn đồ mặn nè các bạn, đó là như thế. Và cái này tên gọi của nó là gầu mên, cặp lồng, hay là cái dụng cụ để mà dỡ cơm đi làm đó các bạn, là nó đó các bạn. Bây giờ mình mở thử ra cho các bạn coi ha. Đây, cái này là để kỷ niệm thôi, chứ giờ cũng ít xài nó nữa. Lại có cái hộp kia rồi đây đó. Đây, 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 đó là tất cả rồi các bạn, đó, đây, để đây cũng được nữa, để cái này qua đây, cho các bạn thấy không, đây, đó, cái này giờ là gần như nhà nào cũng có, mà bây giờ thì thường là để nước cơm thì xài cái dạng hộp cơm điện à. Rồi thêm vật dụng nữa nè các bạn ha. Vật dụng này mà nó khui ra để cho các bạn coi luôn thôi đó. Vivo chứ xin Vivo. Cái coi này hàng sản xuất ở đâu, hàng này cuối cùng của Trung Quốc nha các bạn. Ở đây là xuất khẩu, là cái nơi xuất xứ nè, và bên đây là nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Vài vô đó, cái giá thôi, không có gì đâu, mình không khui ra, tại vì mấy cái này nó hơi nhạy cảm. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Rồi, xin tạm biệt.